Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Dù ngưỡng mộ hay ghen tị, thì hội con nhà giàu Việt Nam vẫn chưa bao giờ khiến dân tình thôi choáng váng về độ xa xỉ. Điều này không chỉ thể hiện ở siêu xe tiền tỷ, đồng hồ dăm 700 triệu, những chuyến du lịch sang chảnh hay quần áo, túi xách đắt tiền, mà còn ở những món quà khủng mà họ nhận được từ bố mẹ mình. Không biết món quà đắt nhất mà bạn nhận được từ ba mẹ của mình có giá trị là bao nhiêu? Hãy thử xem liệu nó bằng bao nhiêu phần trăm so với những món quà mà Ricky Việt nhận được. Để biết những món quà đó khủng đến mức nào, chúng ta hãy cùng khám phá 7 món quà khủng của Ricky Việt nhận được từ cha mẹ giàu có của mình. Bảy, sắp tốt nghiệp RMIT được tặng Mercedes C300 AMG. Tùy theo điều kiện gia đình mà các bậc cha mẹ lựa chọn quà cho con mình cũng khác nhau. Với giới nhà giàu thì những món đồ xương xương cũng từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ, thậm chí chục tỷ đồng mà thôi. Như nữ sinh 2000 sắp tốt nghiệp RMIT này, cô nàng đã khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị vì được ông bố tặng ngay và luôn một chiếc Mercedes C300 AMG có giá gần 2 tỷ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn sốc toàn tập khi biết nhà ba mẹ cô gái may mắn này rộng hơn 2.000 hecta. Với diện tích này và với giá bất động sản hiện nay, thì cô nàng chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng cả đời cũng chưa hết lô đất. Bên cạnh đó, chiếc Mercedes cũng là món quà của ông bố mà người ta ở Hậu Giang dành tặng con gái rượu của mình khi cô nàng sắp tốt nghiệp đại học. Với một lý do rất đơn giản thôi, vì ông sợ con mình đi xin việc bằng xe máy bụi bặm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc. Đúng là nhà không có gì ngoài điều kiện có khác các bạn nhỉ. 6. Đồng hồ hấp lợn, Thảo Trinh. Thảo Trinh hiện đang là sinh viên ngành kinh tế tài chính của Đại học RMIT. Ngoài việc học tập và quản lý khách sạn của gia đình, Trinh còn có kênh YouTube riêng của mình. Hồi tháng 7, cô nàng Ricky RMIT khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi được bố mẹ tặng đồng hồ hấp lợn 20.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 463 triệu đồng trong dịp sinh nhật 20 tuổi. Trước đó, vào dịp sinh nhật 19 tuổi, Thảo Trinh cũng được bố mẹ tặng kim cương đắt giá. Bố mẹ cô nàng đích thị là nhà tài trợ kim cương theo nghĩa đen là nghĩa bóng các bạn nhỉ. Đồng hồ hấp lợn cũng là món quà xa xỉ mà Minh Nhựa đã mua tặng cho con gái mình nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Không chỉ mua một cái, Minh Nhựa còn mua cả cặp cho con rể của mình. Các bạn biết đấy, một chiếc đồng hồ của hấp lợn có giá dao động từ vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng. Tuy không rõ Minh Nhựa lựa chọn cụ thể mẫu đồng hồ nào cho hai con, nhưng món quà này chắc hẳn có giá trị không hề nhỏ. 5. Ferrari 16 tỷ nhân ngày tốt nghiệp. Nhắc đến các Ricky Việt, chắc hẳn không thể bỏ qua cái tên Phan Hoàng. Đặc biệt hơn, khi khoe quà khủng của ba mẹ họ Ricky thì càng không thể thiếu món quà mà Phan Hoàng nhận được. Vị thiếu gia xa thành này từng gây choáng cộng đồng mạng khi khoe món quà tốt nghiệp mà mình nhận được là chiếc Ferrari 488 GTB màu vàng. Được biết, tại thời điểm công khai, siêu xe của thiếu gia xa thành có giá khoảng 16 tỷ đồng. Một con số nói lên độ giàu khủng khiếp của gia đình họ Phan. Trước đó vào năm 2015, Phan Hoàng từng gây xôn xao mạng xã hội khi sở hữu chiếc Bentley Continental GTV 8S và Lamborghini Huracan màu xanh cốm. Sau thời gian học tập và theo nghiệp kinh doanh của gia đình, ở thời điểm hiện tại, trong bộ sưu tập siêu xe của Phan Hoàng và gia đình đã lên tới con số 15 chiếc. Với những cái tên như Ferrari F12 Berlinetta, McLaren 650S Spider, Audi R8 V10 Plus, Maserati Gran Turismo, MC Stradale, Ferrari 458 Italia, BMW i8, BMW 650e Convertible, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Red, Bentley Continental GT Speed. Bốn, tiền, vóc đổ. Nhắc đến dàn bạn gái của các cầu thủ hiện tại, cư dân mạng đều ấn tượng với những cô nàng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nhiều người trong số đó còn khiến người khác phải ngưỡng mộ với sự sang chảnh, giàu có, đa tài và học thức cao. Chẳng hạn như cô nàng vóc đổ, bạn gái của hậu vệ Văn Dũng đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Không ít lần cô gái này khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống đời thường của mình. Cô nàng Đỗ Thị Vóc từng đăng tải lên story cá nhân chuyện được mẹ cho tiền tiêu vặt xương xương là 1.500 đô la Mỹ, khoảng 35 triệu đồng. Chỉ tiêu tạm thôi đấy, còn tiền tiêu tạm của các bạn được ba mẹ cho là bao nhiêu? Vóc đổ sinh ra trong một gia đình không có gì ngoài điều kiện, nên mức tiền tiêu vặt của cô nàng cũng khác phần đông chúng ta. Cũng chính vì thế mà cô nàng đã bỏ hẳn 200 triệu đồng chỉ để về dự lễ nhận cấp của người yêu. Nàng quá xinh đẹp này đích thị là một Ricky, khi thường xuyên đăng ảnh du lịch khắp mọi nơi và hàng hiệu tràn ngập. Thêm đó, cô nàng còn đang theo học thạc sĩ quản lý kinh doanh quốc tế tại Đại học Middlesex, thuộc top các trường đại học hiện đại nhất nước Anh.
3. Chốt siêu xe về con trai quý tử 6 tuổi. Với một đứa trẻ bình thường, món đồ chơi vài trăm nghìn đã là xa xỉ lắm rồi. Nhưng ở thế giới của người giàu, các cầu ấm cô chiêu có thể được bố mẹ rinh về cho những đôi giày vài chục triệu. Quần áo tính bằng trăm đô hay thậm chí chỉ còn muốn sẽ được mua một chiếc xe bạc tỷ chỉ vì con thích. Mới đây, một nữ đại gia ở Kiên Giang đã gây xôn xao mạng xã hội khi tham quan showroom xe hơi và chốt mua ngay chiếc Maserati trị giá 5 tỷ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn đó là lý do nữ đại gia quyết định tậu chiếc biệt thự di động này. Đơn giản vì con trai chỉ thích chiếc Maserati Gullibee, phiên bản thu nhỏ, nhưng nó chỉ được tặng kèm khi mua chiếc xe hộp lớn. Chính vì lẽ đó nên bố mẹ quyết định chọn luôn không cần suy nghĩ. Rất nhiều cư dân mạng đã phải mắc chữ A, miệng chữ O vì độ chịu chơi của gia đình này. Đồng thời, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với cậu ấm nhà đại gia và đùa rằng cậu bé mua xe hơi để chạy lùi về vật đích cho nhanh. 2. Đồ hiệu. Khi nói đến những trinket được ba mẹ tặng cho đồ hiệu, chúng ta không thể bỏ qua cái tên tôn nữ Anh Vân, cô nàng 10X đang định cư ở Mỹ và được chú ý trong hội con nhà giàu Việt Nam. Nhờ bức ảnh tham gia trào lưu ngã sắp mạch khi bước xuống siêu xe, quanh loạt đồ toàn là hàng hiệu xa xỉ. Giống như nhiều tiểu thư nhà giàu khác, Anh Vân thường thả dáng bên xe sang và trang phục phụ kiện từ các thương hiệu thời trang đắt đỏ. Điều quan trọng là các món đồ hàng hiệu mà cô nàng sở hữu đều do cha mẹ và các chị tặng trong những dịp đặc biệt. Ngoài ra thì không biết các bạn có còn nhớ đến cô bạn mặc nguyên set đồ 88 triệu đồng đến Sneaker Fest 2018 khiến mạng xã hội nóng hừng hực khi ấy. Cô nàng có tên là Trần Huỳnh Giao, quê ở Đồng Tháp, được mọi người biết đến là ái nữ của vua hải sản miền Tây. Đó chính là lý do Huỳnh Giao có thể nhẹ nhàng khoác lên người set đồ bằng cả gia tài của ai đó. Không những vậy, cô nàng còn sở hữu gần 20 đôi giày từ thương hiệu bình dân đến sang chảnh. Còn túi xách thì nhiều đến nỗi không nhớ hết. Chỉ biết rằng có chiếc của Gucci giá hơn 2.000 đô la Mỹ. Huỳnh Giao cho biết việc cô xài đồ hiệu đắt tiền đơn giản là vì gia đình có điều kiện. Chuẩn không cần chỉnh phải không các bạn? 3. Video đến đây là kết thúc. Bạn thấy món quà nào nhất thì comment trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.